Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin tiếp tục trao đổi với các bạn về cái dự đoán giá vàng trong giai đoạn tới. Thì như bản tin số 6 mà tôi phân tích vào ngày 16 tháng 3 vừa rồi, thì đó là cái giai đoạn mà sóng sóng A đã kết thúc và bắt đầu cái giai đoạn hồi lại của sóng B, và đỉnh của sóng B đã hồi lại và đã đạt đỉnh của nó là 1270 như là dự đoán. Và khi đạt đỉnh 1270 thì bắt đầu giá hình thành theo con sóng C. Thì hiện tại con sóng C đã về đến cái mục tiêu là 1214. Như vậy thì có thể nói rằng là ở cái vùng giá là 1270 này, thì đây là cái mục tiêu mà khi chúng ta thực hiện cái lệnh giao dịch, tức là mua vào sóng hồi sóng B, thì cũng đã có được những khoản lợi nhuận nhất định. Và tiếp theo giai đoạn đó thì chúng ta thực hiện cái việc là bán ra thì để tối đa hóa lợi nhuận ở con sóng C. Thì nếu mà các nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch theo các cái dự đoán sóng của chúng tôi, thì đến thời điểm hiện giờ là nhà đầu tư đã có khá nhiều lợi nhuận giao dịch theo cái phương thức này. Như vậy thì làm sao để có thể được đo sóng và dự đoán sóng một cách hiệu quả như thế này? Thì chúng tôi đã có những cái buổi chia sẻ tại website là www.clb triệu phú.com. Và đặc biệt hơn nữa là thì vào ngày 27 tháng 3 này, chúng tôi có một cái buổi chia sẻ, thì quý vị có thể theo dõi thông tin trực tiếp trong website của chúng tôi, hoặc là gọi điện theo số điện thoại hotline bên dưới để các bạn có thể đăng ký tham gia các buổi chia sẻ của chúng tôi. Các bạn có thể liên hệ cái số hotline là 0938 23 61 69. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể download cái phần mềm dự báo giá vàng ở cái website câu lạc bộ Triệu Phú. Các bạn có thể vào trong website là clbtriệuphú.com, các bạn kéo chuột xuống và dưới đây có cái mục là ứng dụng dự báo giá vàng. Ví dụ như bạn muốn download cái ứng dụng dự báo giá vàng này ở trên chạy trên phần mềm iOS, ví dụ như là điện thoại iPhone hoặc là máy tính bảng iPad, thì có thể là lấy chuột ở đây, nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang của Apple để chúng ta download cái ứng dụng này về. Hoặc là nếu các bạn xài cái hệ hình Android thì bạn có thể click vào đây để chạy đến cái trang Android để các bạn có thể download về mà sử dụng trên điện thoại Android và máy tính bảng tablet chẳng hạn. Quay trở lại đồ thị dự đoán giá trong ngày hôm nay và những ngày tới, thì giống như bữa dự đoán chúng tôi lần trước, thì giá sẽ có cái giai đoạn đảo chiều và từ 20 đến 26. Thì đến thời điểm giá đã đạt được mục tiêu những gì chúng ta dự định đưa ra là giá đã có sự đảo chiều. Như vậy thì khả năng nếu giá tiếp tục duy trì ở mức giá hiện tại dưới vùng cản này, thì khả năng nó sẽ đi về ở vùng giá thấp hơn là 1193 chẳng hạn. Nhưng nếu cái nhà đầu tư đã có những cái bước giao dịch thực hiện các lệnh bán ra, thì tôi khuyên nên chốt lại các lệnh bán ra này, chúng ta thu về lợi nhuận và tiếp tục đợi những tín hiệu kế tiếp, hoặc là từ bản tin của chúng tôi, theo dõi bản tin của chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên thực hiện cái việc subscribe để nhận được những bản tin mà nhanh và sớm nhất của chúng tôi. Mọi chi tiết thì liên hệ số hotline 0938 23 61 69. Xin chào và hẹn gặp lại.